9 loài hoa tuyệt đối cấm kỵ không đặt trên bàn thờ. Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Như quý vị anh chị đã biết, từ xa xưa tới nay thì phong tục thờ cúng tổ tiên là một phong tục không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt ta. Không gia đình nào là không có bàn thờ tổ tiên trong nhà. Theo chuyên gia nghiên cứu phong thủy của Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thầy Linh Quang cho biết, đối với mỗi gia đình người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, thì bàn thờ được gọi là quan trọng nhất trong bố cục căn nhà. Đây là nơi thể hiện lòng thành kính của các thành viên trong nhà đối với những vị tổ tiên dòng họ nhà mình, là nơi các thành viên trong gia đình dùng để giao tiếp với thần linh và tưởng nhớ về công lao ân đức của ông bà tổ tiên, những người đã khuất, thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn. Do vậy, việc thờ cúng bài trí bàn thờ là điều rất quan trọng. Nhưng nhiều gia đình lại không biết đặt vị trí bàn thờ gia tiên như thế nào cho hợp lý. Điều đó làm ảnh hưởng đến chân linh bên trong bát hương và các thành viên trong gia đình nhà mình. Ngoài ra thì các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng việc bài trí bàn thờ thờ cúng đúng không chỉ thể hiện nét văn hóa tâm linh mà qua đó cũng giúp mang lại những may mắn phúc lộc cho gia đình. Nhiều người thường dùng hoa tươi trên bàn thờ để thể hiện lòng thành kính với ý niệm dâng lên những thứ đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho tổ tiên. Tuy nhiên thì có một số loài hoa không nên đặt lên bàn thờ. Quý anh chị hãy cùng với tôi tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây nhé. Đầu tiên đó là hoa ly. Hoa ly thì không nên dâng lễ Phật, bàn thờ gia tiên bởi người ta kiêng dùng hoa ly vì sợ ly tán chia ly ở bàn thờ gia tiên. Hoa ly có thể dâng nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu, hoa đại, sứ hay là champa. Theo quan niệm của người xưa, đây là hình dáng của loài hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sử tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Theo quan niệm thì cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của khá nhiều hồn ma, không nên đặt trên bàn thờ. Hoa lan móng rồng. Đây là loài hoa thơm nhưng không dùng để thờ cúng bởi cánh hoa giống như móng rồng và tên gọi của hoa cũng không đẹp. Chính vì vậy mà loài hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên. Hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch tinh khiết, nhưng trong dân gian đây là loài hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh. Cúc vạn thọ. Loài hoa tên hay màu vàng ở miền Trung hay dùng vì dễ trồng dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên thì theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để thờ cúng tổ tiên. Hoa phù dung. Hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại mau tàn, có tích không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên bàn thờ. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt có màu đỏ, bông cũng đẹp nhưng không dùng thờ cúng vì có chữ dâm đằng trước. Hoa cúc áo. Tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh rất tốt nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh và gia tiên bởi cái tên của nó không đẹp. Hoa phong lan là loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm trên bàn thờ dịp Tết, nhưng dâng Phật thì không nên dùng phong lan vì có hoa có nhiều màu rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phong túng nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. Hoa giả. Theo quan niệm dân gian, không nên để hoa giả, hoa nhựa lên bàn thờ vì kém trang nhã. Ngoài ra thì hoa cúng biểu thị lòng thành của con cháu với tổ tiên. Nếu dùng hoa giả sẽ khiến cho lòng thành trở nên không thành thật. Với hoa giả, quả giả, nhang điện so với phẩm vật tươi thì có phần kém trang nhã, tươi mát hơn khi mà đưa lên bàn thờ. Cúng đồ giả tuy không mất trang nghiêm, bất kính hay là có lỗi, nhưng có thể trưng bày ngày thường, còn rằm mùng 1 thì nên mua hoa quả tươi. Để nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ tổng hợp ra những loài hoa thường được sử dụng nhiều trong việc thờ cúng. Quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Đó là hoa hồng đỏ. Có nên cắm hoa hồng đỏ trên bàn thờ hay không? Có thể nói đây là loài hoa phổ biến và không thể thiếu trong những dịp thờ cúng, thể hiện vẻ thanh lịch, mang lại tốt lành, may mắn.
hoa cúc vàng. Đây là loài hoa mang ý nghĩa sự sống, thâm tuổi thọ, hoan hỷ vào nhà, khá phổ biến trong ngày Tết. Hoa sen. Có nên trưng hoa sen trên bàn thờ? Hoa sen mang mùi hương thanh khiết, tượng trưng cho niềm tin, ý chí kiên cường, được coi là loài hoa cốt cách và được giới Phật tử sử dụng nhiều trong thờ cúng. Hoa huệ ta. Hoa huệ còn có tên là dạ lai hương, một loại hoa chuyên nở về ban đêm, tỏa hương thơm ngát, cũng được dùng trên bàn thờ trong các dịp cúng lễ. Hoa đồng tiền. Hoa như tên gọi có ý nghĩa mang lại tiền tài, thịnh vượng, tuổi thọ và sức khỏe, vậy nên cũng được trưng trên bàn thờ cầu may. Hoa mai, hoa đào. Đây là những loài hoa thường được bày trên bàn thờ vào ngày Tết, tượng trưng cho tài lộc phú quý, may mắn vào nhà, trừ tà, mang lại nguồn sinh khí, giúp gia chủ bình an. Hoa lai ơn. Loài hoa này còn được gọi là kiếm lan, khá được yêu thích vào dịp Tết với kiểu dáng đẹp và tươi lâu. Hoa có ý nghĩa tình cảm gắn bó keo sơn, có nhiều màu sắc và mỗi màu mang một ý nghĩa khác nhau. Hoa thực dược. Loài hoa yếu mềm nhưng có tác dụng chiêu tài theo phong thủy nên được các gia đình bày trên bàn thờ, nhất là những gia đình kinh doanh. Và phần cuối trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiêng kỵ chính trong việc thờ cúng trên ban thờ gia tiên và ban thờ thần tài nhé. Đó là cành vàng lá ngọc đã cúng ở chùa mang về thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về trưng bày trên bàn thờ. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật học Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Tiềm năng Con người, đây là điều không nên vì những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như bày bán chỗ có sạch hay không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Mặt khác, khi đã dâng cúng ở chùa, những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong rồi đủ thứ bám vào. Chính vì vậy mà bạn không nên xin lộc cành vàng lá ngọc ở chùa để mang về bày trên ban thờ. Trước khi đặt lên ban thờ, bất cứ vật gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tránh tai họa khôn lường. Tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự bằng cây xanh. Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự, gia chủ có thể bố trí thêm một hoặc là hai cây xanh, nên lựa chọn cây kim tiền phát lộc hoặc là một số loài cây dễ sống, không nên lựa chọn cây có gai nhọn khó sống để tránh trường hợp đang trồng thì chết. Trên ban thờ thì tốt nhất không nên dùng hoa nhựa. Dịp Tết nên bày mâm ngũ quả đúng cách của người miền Bắc, gồm có chuối, bưởi, đào, hồng, quýt, hoặc là mâm ngũ quả theo phong cách của miền Nam, gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không dùng cát để thay cho vào trong bát hương. Cát là hợp chất được lắng đọng lâu dài dưới lòng sông từ nhiều thứ. Do vậy, cát luôn mang bên trong nhiều âm khí. Việc sử dụng cát đặt trong bát hương ban thờ sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất. Phải thường xuyên lau dọn và thắp hương ban thờ. Điều này đặc biệt quan trọng bởi qua đó thể hiện sự biết ơn, kính trọng ông bà tổ tiên. Nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính, đèn trên bàn thờ luôn bật sáng để thu hút năng lượng dương. Chổi và khăn khi mà dùng để lau dọn bàn thờ phải được chuẩn bị riêng, không trùng đụng. Bởi bàn thờ là nơi thiêng liêng, phải tránh tạp uế. Đặt bát hương cũng là điều mỗi gia đình cần phải hết sức chú ý. Trong mỗi nhà thì chỉ nên đặt từ 2 đến 3 bát hương trên một ban thờ. Trong đó, một bát hương thờ ngũ vị thần tài để ở vị trí cao nhất, một bát hương thờ gia tiên tổ phụ các bậc bề trên, một bát hương thờ huynh đệ tỷ muội con cháu. Không được xê dịch bát cắm hương sau khi đã lau dọn xong ban thờ. Khi lau dọn bát hương thì nên lưu ý không được xê dịch mà chỉ được dùng khăn ướt vắt ráo để lau. Khi dọn chân hương thì gia chủ nên rút từng cây cho đến khi còn lại khoảng 9 cây chân hương thì đẹp. Số chân hương rút bỏ phải được khóa vàng và mang giải ở sông suối, không được vứt lung tung. Đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Dù diện tích không gian sống của bạn có chật hẹp đến đâu thì tuyệt đối bạn cũng không được đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ là không gian riêng tư và có nhiều điều không thanh tịnh. Việc bạn đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính và linh thiêng của bàn thờ. Sẽ không có thần linh hay là ông bà tổ tiên nào chứng giám cho bạn
nếu bạn đặt bàn thờ ở vị trí này. Và ngược lại, nhiều điều xấu sẽ ập đến với bạn. Cửa phòng không đặt đối diện cửa ra vào. Phòng thờ là nơi trang nghiêm cần phải được tôn trọng, vì thế khi mà bố trí phòng thờ, tránh đặt cửa phòng thờ đối diện với cửa ra vào trong ngôi nhà, ví dụ như là cửa chính, cửa hậu hay là bất cứ cửa của một phòng nào khác. Phòng thờ kiêng kỵ ánh nắng và gió chiếu vào quá mạnh mẽ. Một trong những điều kiêng kỵ khi mà bố trí phòng thờ là ánh sáng trong phòng thờ cần đủ, nhưng không có nghĩa là chọn vị trí có ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng thờ. Thay vào đó, trên bàn thờ nên đặt ánh sáng màu vàng của đèn để mang lại cảm giác ấm cúng. Nếu có cửa sổ lớn đặt đối diện bàn thờ thì hút gió vào dễ bị chát bát hương, đồng thời cuộc sống gia chủ dễ gặp phải tai ách sóng gió. Bàn thờ tuyệt đối cấm kỵ đặt vào vị trí các cung xấu như là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại, lục sát. Phía bên phải bàn thờ khi mà đứng lễ bao giờ cũng phải có khoảng cách rộng hơn phía bên trái bàn thờ. Bàn thờ đại kỵ đặt ở vị trí nhìn ra hai hướng sau, đó là đông bắc hướng tây nam, vì là hai vị trí hướng ngũ quỷ. Không nên kê bàn thờ hướng ngược với hướng nhà hoặc là hướng ra cửa sổ. Khi bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng ngược với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Ngoài ra thì việc để bàn thờ như vậy thường dẫn tới việc bàn thờ bị trực khí từ cửa vào hoặc là ánh sáng chiếu trực tiếp từ cửa vào, dẫn tới khu vực thờ cúng khó mà tiếp được linh. Bàn thờ nên quay ra cửa chính, không nên ngược về hướng nhà, nếu không có thể gây ra âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội hoặc là con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc đặt bàn thờ tựa vào tường nhà vệ sinh. Nếu gia chủ bố trí như vậy, những âm khí, uế khí do khu vực nhà vệ sinh sẽ dễ ảnh hưởng tới khu vực đặt để bàn thờ, sẽ dẫn tới tiếp linh nhiễm khí, tà khí, uế khí, ảnh hưởng trực tiếp tới gia đạo, sức khỏe các thành viên trong nhà, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới nhân đinh, gia chủ, trưởng tử, nam thứ trong nhà. Bàn thờ không được đặt tựa vào tường nhà bếp hoặc là hướng vào khu vực bếp. Nếu để đối diện nhà bếp sẽ gây tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy. Bàn thờ gia tiên không được đặt bên dưới gầm cầu thang hoặc đặt tựa vào tường khu vực cầu thang. Khi đặt bàn thờ vào vị trí này, nếu đặt dưới cầu thang sẽ khó có cơ hội phát triển, còn nếu đặt bàn thờ vào vị trí tường cầu thang. Cầu thang là nơi dẫn khí, tiếp khí, các tầng với nhau nên luôn luôn bị động. Nếu đặt tại vị trí này sẽ dẫn tới bàn thờ bị động, khó tiếp được linh. Ngoài ra, dẫn tới gia đạo trong nhà luôn lục đục, không được hòa thuận. Bàn thờ gia tiên sẽ không được đặt vị trí có nền đất lồi lõm. Nếu đặt trên nền đất lồi lõm sẽ khiến cho chủ nhân gặp khó khăn. Ngoài ra thì ngày nay do diện tích nhà chật hẹp, các gia đình làm nhà 2 tầng, từ tầng 2 trở lên sẽ thường làm đua ra ngoài thêm một số phần diện tích mặt sàn. Phần mặt sàn đua ra tuyệt đối không được sử dụng để đặt bàn thờ thần linh gia tiên. Thứ nhất, đây là phần diện tích không thuộc khu đất nhà mình. Và thứ hai, khi đặt bàn thờ như vậy thì phía dưới tầng 1 sẽ là khoảng không, sẽ tạo ra sự chơi vơi cho bàn thờ. Phần chân bàn thờ không tiếp được với đất. Theo tín ngưỡng từ xa xưa của dân gian ta thì bàn thờ khi đặt như vậy sẽ không thể tiếp linh cho bàn thờ được, khiến cho việc thờ thần linh gia tiên gặp khó khăn. Trường hợp này, bàn thờ sẽ thường gọi là bàn thờ vô thần. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, hay còn gọi là đặt tại trung cung của căn nhà. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, trường hợp này thường xuyên gặp phải khi mà bố trí bàn thờ gia tiên trong nhà, chung cư. Do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp, không có nhiều diện tích, bàn thờ khi mà bố trí tại vị trí này sẽ mang lại nhiều điều hung cho gia chủ và các thành viên, thường sẽ mắc phải những bệnh về máu. Bàn thờ thần và Phật tốt nhất nên tách biệt. Đối với nhà có diện tích nhỏ, mệnh chủ cần chú ý nên sử dụng bàn thờ phân tầng, không nên để chung bát hương bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên. Bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật thì không nên đặt đối nhau trong một gian phòng, tốt nhất thì nên quay cùng về một hướng. Cần chú ý bàn thờ gia tiên luôn luôn được đặt thấp hơn bàn thờ Phật. Số lượng thần Phật phải là số dương, do thần Phật thuộc dương, vì vậy phải dùng số lẻ, không nên thờ cùng lúc quá nhiều thần Phật, hoặc là thờ cùng lúc hai thần xung khắc nhau, có thể gây loạn linh khí, khiến cho người trong nhà tinh thần bất an, dễ gặp tai họa. Nếu có đặt tượng thần Phật mà tượng ấy lại bị nứt,
thì nên nhanh chóng thay mới do tà khí có thể xâm nhập vào. Hy vọng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc chọn và bố trí không gian phòng thờ nhà mình trang nghiêm thành kính. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày được hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.